Xin chào anh chị khách hàng. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại công viên trung tâm của dự án The Standard Bình Dương anh chị khách hàng nhé. Thì hôm nay video này Giang sẽ chia sẻ với anh chị khách hàng về những tiện ích tại dự án khu nhà phố biệt lập cao cấp The Standard Bình Dương. Rồi, mời anh chị khách hàng cùng theo bước chân của Giang để xem qua những cái tiện ích tại đây. Thì hôm nay phía chủ đầu tư An Gia có tổ chức một cái buổi trải nghiệm những cái tiện ích thực tế tại đây cho những cái cư dân và những khách hàng đến trải nghiệm. Thì tại cái clubhouse của chúng ta thì như anh chị khách hàng thấy, khách hàng đến rất là đông đúc ha. Thì đây là khu vực tiện ích clubhouse, ở dưới là khu vực quầy cà phê nè, rồi có sân chơi trẻ em trong nhà nè. Còn phía trên của clubhouse này á, thì phía chủ đầu tư có bố trí phòng tập gym nè, phòng yoga, rồi có luôn cái không gian của phòng đọc sách, thư viện, để anh chị có thể dành những khoảng thời gian để mình đọc sách, mình ngẫm nghĩ những cái việc làm hàng ngày của chúng ta. Và đây là không gian trải nghiệm làm nail ha. Những chị đẹp thì Giang tin rằng rất là thích cái không gian này. Thì phía chủ đầu tư An Gia tổ chức một cái buổi cho khách hàng trải nghiệm miễn phí luôn. Nếu ai có nhu cầu mà thay đổi gọi là bộ móng của mình đẹp hơn thì có thể đến đây để mình trải nghiệm thực tế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực hồ bơi anh chị khách hàng nhé. Đây là không gian khu vực hồ bơi trung tâm của dự án The Standard của chúng ta. Thì khu vực hồ bơi này có khu vực hồ bơi dành cho trẻ em và hồ bơi dành cho người lớn anh chị khách hàng nhé. Đó. Đây là công viên trung tâm của chúng ta. Thì ngoài cái không gian hồ bơi thì phía chủ đầu tư có bố trí cái khoảng sân chơi thể thao ngoài trời, có những cái môn thể thao kết hợp giống như môn chơi bóng gỗ, bóng chuyền, rồi chơi cầu lông ở đây anh chị khách hàng nhé. Và phía bên kia thì có bố trí những cái máy cơ để anh chị có thể tập thể dục buổi sáng. Rồi kế bên cái hồ bơi của chúng ta thì chủ đầu tư họ có bố trí một cái hồ cảnh quan trồng sen cực kỳ là đẹp luôn anh chị khách hàng nhé, để mỗi buổi sáng chúng ta có thể dạo bộ trên cái không gian hồ bơi này. Và ngay chính khu vực này thì anh chị có thể đăng ký làm những cái tiệc cho gia đình của chúng ta. Nếu chúng ta sở hữu một căn nhà phố tại đây thì anh chị khách hàng có thể tổ chức những cái tiệc cho gia đình, những tiệc nhỏ tiệc lớn, mình có thể tổ chức những cái buổi mình ăn hai người ban đêm bên ánh nến lung linh giữa cái hồ bơi thì cực kỳ là đẹp luôn. Rồi thì đó là tổng quan về tiện ích của dự án The Standard. Nếu anh chị khách hàng nào quan tâm đến những cái tiện ích tại đây để trải nghiệm thực tế và muốn tìm hiểu những cái căn nhà phố đã hiện hữu tại dự án The Standard, vui lòng liên hệ với kênh Căn hộ Bình Dương qua số điện thoại 0916 470 880. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án The Standard. Xin chào anh chị khách hàng.